Oh,
Ao nó tôm tỏi. Mấy ở kia nó tỏi, nó biết nào. Bảo cười vàng kìa. Chị in cà phê thế nào. Bên kia là dãy núi anh em ơi. Đó, dãy núi trùng trùng điệp điệp luôn. Giờ nơi mình muốn đến là mình đã được đến rồi. Cảm ơn Chúa cho tôi thấy được nền này. Xin chào anh em. Giờ tôi thấy được ngôi nhà của làng Phượt Kông đây. Anh em thấy nước đây. Nước đây thì lấy từ đồi, từ núi kia chuyển ra đây luôn. Chúng ta cùng xem nước này. Đây. Đó. Thấy chưa? Sạch nữa, không mất điện nữa. Nước này thì không mất điện anh em. Không tốn điện. Ê, nuôi làng san sát nhau, nhà không sát nhau nữa.